tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của kênh. Hiện tại là giờ chúng mình đang chuẩn bị lên xe để tiến thẳng tới Thái Bình để dự cuộc giao lưu xã Thái Bình lần thứ tư nhá. Nha. Đấy. Công tác đang chuẩn bị lên xe vác xá lên. Rồi. Nào, anh em cùng đồng hành cùng chúng mình nhá. 50 nha. 300. Được 50. Đắt quá. Đắt quá. Thế nào, anh nhà lại đi. Em tư thiện xe kìa. Các bạn là hiện tại là anh em mình đã đến Thái Bình rồi nhé. Đấy, như vậy là anh em đang đứng ở trước cổng đền. Ở nơi sẽ diễn ra cuộc giao lưu diều xà Thái Bình lần thứ tư. Giờ thì anh em mình cùng chúng mình vào trong xem có gì hay nhé. Các bé nhiều giấy rất đẹp. Hôm nay là rất nhiều diều đẹp và sáo đẹp, toàn hàng khủng. Hôm nay con về đây lòng thành. Câu lạc bộ Hải Phòng đang đứng ở đây. Tất cả anh em cùng mình đi một vòng quanh đền xem tất cả các con diều hôm nay nhé. Toàn diều khủng thôi. Đấy, ở đây có một con cú mèo rất là đẹp. Mắt mèo rơi. Rất nhiều diều đẹp đã được trưng bày ở trên cầu tuần. Bây giờ thì mình sẽ đi ra bãi. Đây là bãi nhỏ. Anh em đang tập trung ở đây khá là đông. We'll be right back.
Thank you.